Các em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào bài học đầu tiên của chương trình mỹ thuật khối 9 với chủ đề là vẽ tĩnh vật, lọ, hoa và quả. Tiết 1 là tiết vẽ hình nha các em. Ở cái chủ đề này, đầu tiên là thầy muốn các em quan sát và nhận xét hình dáng chung của toàn bộ mẫu, hình dáng đặc điểm chung của từng vật mẫu, vị trí tỷ lệ của lọ, hoa và quả. Xem độ đậm nhạt của lọ, hoa và quả so với nhau và so toàn bộ với nền. Thầy cho các em xem một cái mẫu gồm có lọ, hoa và quả bố cục được đặt ngay trung tâm. Và đây là ba cái góc chụp khác nhau để chúng ta có thể nhận biết được là vị trí đứng của người nhìn so với mẫu thì nó sẽ có sự biến đổi như thế nào. Ở cái vị trí quan sát này, chúng ta sẽ so sánh hai trường hợp. Một là ở vị trí ở xa, hai là vị trí ở gần. Và tương tự ở góc nhìn bên cạnh này cũng thế ha, chúng ta sẽ có sự cắt cảnh xa và gần cho hợp lý. Các em cũng thấy là sau khi chúng ta cắt cảnh thì chúng ta thấy lọ, hoa và quả đã nằm trọn vào trong cái góc của khung hình, đúng không các em? Sau khi xem và chúng ta đã lấy được khung hình của lọ, hoa và quả thì chúng ta lại xem tới từng khung hình riêng của hoa, của lọ và của quả nha các em. Sau đây thầy nhắc lại cái các bước cơ bản của bài vẽ theo mẫu. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ phát khung hình chung, sau đó chúng ta vẽ khung hình riêng cho từng vật mẫu, sau đó chúng ta lại bắt tay tìm tỷ lệ và vẽ phát nét chính. Bước thứ tư là chúng ta chỉnh nét chi tiết cho giống mẫu. Và bước thứ năm là chúng ta sẽ vẽ màu hoặc là vẽ đậm nhạt bằng chì. Ở cái phần này thì thầy hướng dẫn các em là tạo một cái khung hình ở vị trí nhìn là ngay chính giữa của mẫu, thì chúng ta có cái khung chung. Sau đó tuần tự chúng ta sẽ có cái khung của lọ và hoa. Sau đó chúng ta kẻ trục đối xứng và chia phần lọ và phần hoa ra làm hai phần. Sau đó chúng ta lại tiếp tục tìm cái tỷ lệ của các cụm của cánh hoa. Sau đó là chúng ta sẽ tìm tỷ lệ của trục quả.
Dựa trên cái phần này thì chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ vẽ phát dáng của lọ và dáng của hoa bằng các đường kỹ hà. Ở đây thầy đưa cho các em cái mẫu hình phát về cánh hoa. Các bước là đầu tiên là chúng ta phát mờ ha, sau đó chúng ta sẽ phát cái cụm hoa ở chính giữa, và sau đó là những cái cánh hoa nó chen ở xung quanh. Tương tự như thế là thầy cũng cho các em xem chúng ta có thể phát toàn bộ khu vực của hoa là như thế nào. Các em quan sát. Và đây là sau khi đã phát xong thì chúng ta nhớ chú ý chúng ta thêm những cái background ở phía sau, là gồm có mặt phẳng để đặt lọ hoa quả và cái khung viền, khung vải ở phía sau của lọ. Và bây giờ các em tranh thủ ghi lại nội dung của bài học ngày hôm nay nha. Các em nhớ tranh thủ ghi. Ở đây thầy đưa cho các em một số những cái dạng bố cục lọ hoa và quả để chúng ta có thể tham khảo. Các em nhìn lên trên này chúng ta thấy là chúng ta có vẽ bằng thuốc nước, vẽ bằng chì, vẽ bằng màu wash, hay là vẽ bằng phấn tiên, vẽ bằng màu sáp, đủ loại chất liệu. Và chúng ta sẽ rút ra một cái điều thiết yếu là khi chúng ta vẽ tĩnh vật thì đa số những bố cục đẹp là được nằm đối xứng, cân xứng. Và ở đây thì thầy lại đưa cho các em một số những cái bài vẽ tĩnh vật đa dạng thể loại ha. Một số bài tĩnh vật được vẽ dưới dạng là thuốc nước, chì màu. Và đây cũng thế các em. Thầy cho các em xem một số những cái dạng tĩnh vật được vẽ bằng chì hoặc là bằng thuốc nước hoặc là màu bột. Và ở đây cũng vậy ha các em, chúng ta sẽ có rất là nhiều dạng tĩnh vật, cách sắp xếp trình bày, màu sắc tươi nhuận rực rỡ, bố cục khúc chiết rõ ràng, đặc điểm nêu bật được đặc điểm lọ hoa và quả, có phông nền tạo được sự xa gần, tạo được độ sâu của bài vẽ ha. Ở phần về nhà thì sau khi các em đã xem thầy trình bày và hướng dẫn thì các em sẽ phát họa sẵn bài vẽ hình để thứ hai chúng ta bước vào vẽ màu và trưng bày kết quả của chủ đề. Chủ đề là vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả. Các em cũng về nhà và sưu tầm thêm tranh ảnh về tĩnh vật cho thầy. Chúc các em làm bài thật tốt nhé.